chào ngày mới quý vị khán giả thân thương của kênh Trang LTV. Bữa giờ thì Trang thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân kênh YouTube của Trang để đi trao gửi yêu thương, gửi tặng những cái phần quà trung thu cho các bé thiếu nhi ở Trà Vinh nè, rồi có một số máy ấm ở Sài Gòn, rồi cũng như là vừa rồi Trang đi cái máy ấm Bừng Sáng ở ngay chỗ thành phố Hồ Chí Minh. Đó là máy ấm của các bé mà thiếu nhi bị khiếm thị, một số bé mồ côi nữa do các sơ nhận nuôi rồi chăm lo rồi dạy dỗ. Lúc mà Trang đến nó có một bé hát rất là hay luôn, hát vô cùng cảm động. Lúc mà hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ là Trang cảm thấy rưng rưng, mặc dù là bé chỉ có tự luyện tập thôi nhưng mà đã hát rất là hay như vậy rồi. Một lần nữa Trang xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã tin tưởng, yêu thương và đồng hành cùng Trang. Trang cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã để lại những bình luận, đã xem clip của Trang rồi động viên cho Trang từng ngày. Dạ, Trang rất là vui luôn. Ngoài ra thì Trang cũng có một cái tin vui nữa muốn chia sẻ với quý bà cô chú anh chị. Bữa giờ thì Trang không có quay clip bán hàng nhiều, nhưng mà Trang vẫn rất là vui vì nhận được sự yêu thương của các cô chú, đặc biệt đó là những cái cô chú mà đã từng mua hàng của Trang rồi nè. Các cô chú ăn ngon, cái đợt này các cô chú lại mua nữa. Rồi có những cô chú ở nước ngoài nữa, mấy lần mà đặt hàng mua của Trang ở Mỹ nha, đặc biệt là ở Mỹ luôn. Tại vì ở Mỹ là bình thường Trang vẫn gửi đi nước ngoài được, vẫn có dịch vụ gửi hàng đi. Nhưng mà cái đợt này là cái thời gian này thì nó hơi khó một tí xíu, nên là Trang đang dừng lại, Trang không có nhận gửi đơn Mỹ nữa. Còn hồi trước là Trang gửi liên tục luôn. Với lại cái thứ hai là do cái phần chi phí mà gửi đi Mỹ, phí vận chuyển nó hơi cao, thành ra là Trang thấy xót lắm. Trang hay nói với cô chú hay là cô chú ráng đợi đi, rồi Việt Nam các cô chú ăn cho đã luôn, chứ bây giờ cái tiền vận chuyển nó còn cao hơn cả cái tiền hàng khô bò nữa thì uổng lắm, tiếc lắm. Cái đợt này, cái khoảng thời gian này, cho thấy là nhiều cô chú ở nước ngoài về, ngoài Mỹ ra thì còn có là nước Úc nè, Anh nè, rồi các nước châu Âu, Pháp, Đức, rồi nhiều lắm. Rồi hôm bữa có cô, có chị ở châu Phi về luôn chứ, cũng ghé qua bên Trang mua. Lúc đầu là chị mua một nửa ký khô bò thôi, chị dặn Trang là để sẵn cho chị nửa ký khô bò. Cái chị vô, cái Trang mở cái tủ ra, chị lấy mỗi thứ một chút 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 chút, rất là vui. Rồi nhiều cô chú ở nước ngoài đợt này về cái cũng nhắn với Trang là cô về Việt Nam rồi, con gửi khô bò cho cô đi. Cái sao Trang gửi nguyên một cái danh sách những cái món hàng của bên Trang luôn. Cái cô nói Trang là trời ơi, sao giờ nhiều món quá, sao không thấy Úc khoe gì hết, để cô mừng. Dạ, là bữa giờ Trang cũng đi làm nè, Trang cũng đã có cái công việc mới rồi. Ngoài là mình Trang hỗ trợ cho sư phụ Khương Dừa trong những cái hoạt động, những cái clip của anh, rồi cái lớp học YouTube của anh Khương đã tổ chức được khóa 1, khóa 2, khóa 3 là Trang được tổ chức nha. Khóa 4 này là sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 25, 26, 27 là tháng 9 và ngày 1, 2 tháng 10. Dạ, cô chú anh chị nào muốn đăng ký tham gia thì mình hãy đăng ký qua email là lớp học YouTube, lớp học Khương Dừa amoc@gmail.com, hoặc là qua số điện thoại. Trang sẽ để số điện thoại ở đây ha. Dạ, cái khóa học YouTube này mình sẽ diễn ra trực tiếp, là sẽ học tại địa chỉ là ở Nha Khoa Anna, số 28-30 đường 3 tháng 2, quận 10. Hoặc là mình có thể học online nữa, nên là các cô chú nào ở tỉnh nè, hoặc là ở nước ngoài cũng có thể tham gia. Dạ, nên là cô chú anh chị mình đăng ký sớm ha, tại vì cuối tháng 9 là mình đã học rồi. Dạ, còn đây, Trang xin giới thiệu lại tất cả những cái thành viên của gia đình Trang. Dạ, em bé khô bò nguyên miếng ngày nào bây giờ chắc là anh cả rồi cô chú anh chị, tại vì là sản phẩm đầu tiên của Trang đó. Cô chú anh chị vẫn nhớ em bé này ha, cục cưng của Trang đó. Dạ, em bé đầu lòng, đây là khô bò nguyên miếng bự bự luôn, hay mình gọi là khô bò tảng cô chú anh chị, bự hơn cái mặt Trang, hơn bàn tay Trang luôn ha. Dạ, mới nhắc thôi mà Trang cũng đã chảy nước miếng rồi. Cái cảm giác á, cái miếng bò rất là mềm, mình cầm nguyên một miếng luôn, xong cái mình xé cái mình chấm với tương ớt kia sa tế ăn rất là ngon. Đây là cái bịch 500g. Dạ, cái này có cay không? Thật sự là Trang là người không ăn cay được, nhưng mà Trang ăn á, Trang mà rất là thích, tại vì cái cảm giác nó cay nhẹ nhẹ, xong mình hít hà rất là đã luôn. Còn cô chú nào mà ăn cay nhiều hơn á thì Trang có tặng thêm tương ớt với lại sa tế, cái cô chú pha lại cái chấm đã lắm luôn. Rồi cô chú nào không ăn cay được luôn thì mình gạt cái ớt ở trên mặt ra đó, rồi mình ăn. Đây là cái túi 500g của Trang. Trên đây thì Trang có ghi rõ luôn thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, khối lượng, thời gian và cả cái số điện thoại của Trang nè. Có nhiều cô chú anh chị không có mua, không có xem tin của Trang, nhưng mà khi mà được tặng
cái xem số điện thoại của Trang, cái gọi cho Trang, cái hỏi có phải cái bạn mà đeo mắt kính chạy xe máy không? Dạ sao ạ? Tại vì mình được tặng khô bò, mình không biết có phải bạn không, nên mình gọi điện để xác minh. Dạ đúng rồi Trang nha cô chú anh chị. Đó là cái bạn đeo kính nè, chạy xe máy là Trang FTP. Dạ, Trang với lại em bé khô bò rất là cảm ơn quý bà cô chú anh chị. Từ cái ngày Trang bán hồi đầu tiên luôn, được sư phụ Phương vừa giới thiệu, đến bây giờ là hồi cuối tháng 11, đến bây giờ là chuẩn bị khoảng 3-4 tháng nữa thôi là tròn 1 năm rồi. Trang thật sự luôn là nhận được rất là nhiều sự động viên nè. Rồi cái thứ hai là những cái bình luận, những cái góp ý của cô chú anh chị mỗi lần mà mua hàng nữa. Nên là bản thân Trang còn nhiều thiếu sót lắm. Có nhiều lúc Trang cũng dở nhiều cái lắm. Nhưng mà được cô chú anh chị mua hàng cho Trang xong góp ý từ từ. Cái Trang biết cô chú anh chị thích cái gì, muốn ăn cái gì, cảm giác của người mua như thế nào. Rồi Trang điều chỉnh từ chút. Cái Trang cũng sinh sôi nảy nở phát triển cái gia đình khô bò với Trang nhân viên nhiều hơn. Dạ, hồi nãy Trang giới thiệu là bịch 500g ha, còn đây là cái bịch 300g nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy không, cái bịch 300g nhưng mà nó vẫn là nguyên miếng nha. Lúc đầu mình nghĩ là 300g thì nó sẽ là bị nát. Không có, khô bò nguyên miếng là nguyên một miếng luôn cô chú anh chị ha. 300g với 500g rất là đẹp. Cái này mà cô chú anh chị mà mua biếu tặng nè, hoặc là nói chung là quà tặng thì rất là xịn. Nè, mà mình ăn thì là quá xịn rồi, rất là ngon. Đó, thì cái 500g của mình nửa ký là 440.000. Còn 300g như thế này là 280.000, là cái sản phẩm đầu tiên của Trang. Mua thì lúc nào Trang cũng tặng tương ớt với là sa tế hết. Dạ. Sau đó khi bán, cái cô chú anh chị có góp ý với Trang là có khô bò kiểu miếng không, để ăn liền không? Chứ xé vậy nhiều khi cô chạy xe hay gì hay là làm cô xé ai cũng để ý hết trong công ty á, nên có cái gì miếng bóc ăn không. Cái Trang mới nghĩ ra rồi, bắt đầu Trang đã phát sinh ra. Dạ đây là khô bò snack. Dạ, khô bò snack thật ra là khô bò miếng nhỏ của chú chị đó. Cái miếng ở đây nhỏ, không phải là khô bò bụng nha. Dạ, khô bò miếng nhỏ là cỡ bằng cái đốt ngón tay của Trang nè, cỡ bằng một ngón tay nè. Vậy là cái miếng mình vừa ăn thôi, mình có thể xé ra, nhưng mà cái cảm giác cái miếng nó nhỏ, mình xé nó sẽ nhỏ. Mình muốn ăn miếng lớn thì mình để miếng lớn, còn mình muốn ăn miếng nhỏ thì mình xé nhỏ hơn nữa. Đó, cái này thì so với khô bò nguyên miếng thì nó sẽ hơi cứng hơn một tí xíu. Về cái độ mềm thì nó sẽ hơi cứng hơn khô bò nguyên miếng một tí xíu. Dạ, đó, đặc biệt là không phải là khô bò vụn nha cô chú anh chị. Nguyên liệu, gia vị, ướp thì y chang thôi, không có khác gì là khô bò nguyên miếng hết. Và đặc biệt là chi phí nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều, nó sẽ ok hơn rất là nhiều so với khuy bò nguyên miếng luôn. Nên là cô chú anh chị nào mà ăn thường á, thích ăn khô bò hay để ở nhà cái mình tiếp khách, cái mình lấy ra mình ăn với khách với bạn bè á, thì cái này là Trang khuyên là một cái phương án rất là ok luôn. Dạ đó, cô chú anh chị thấy cái nào của Trang nè, nhìn nè, đây là bịch 300g à, nó cũng không phải là nát nha cô chú anh chị, không phải là khô bò miếng vụn nha, mà nó toàn là đều bằng ngón tay của Trang hết. Dạ đó, ở trên đây thì Trang đều có ghi rõ luôn rồi, là bao bì tem này nọ là đàng hoàng luôn. Bây giờ là giá là nghe là sốc hết hồn luôn. Cái bịch 500g của khô bò miếng nhỏ snack này á là 280.000 của chú anh chị, còn cái túi 300g này á thì là 180.000. đó, ăn tha hồ luôn á. Dạ, ăn đã luôn, mùi vị thì là y chang của khô bò nguyên miếng đó. Trang để cái tủ ở đây để nhiều cô chú mà qua nhà Trang á có muốn xem khô bò có các loại nào thì nó dễ. Rồi đây, cái sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm thứ ba chứ. Dạ, đây là sản phẩm khô bò lúc lắc. Khô bò lúc lắc là giống như mình ăn bò lúc lắc á, Trang nghĩ ra cái tên này là nó là viên, nó là cục này nè cô chú anh chị. Đó, thành ra là cái này mình bóc ăn, mình chạy xe hơi mình có thể ăn được, mình chỗ làm mình có thể bỏ vô trong cái hũ nhỏ mình ăn cũng được luôn. Cái này thì có nhiều cô chú nói Trang là thích cái cảm giác nhai, thích cảm giác nhai rồi xong cái miếng khô bò nó sẽ tan ra. Thì đây, dạ đó, khô bò lúc lắc, khô bò viên. Dạ, giá của khô bò lúc lắc thì cũng bằng giá của khô bò miếng thôi. Tại sao mà giá khô bò nguyên miếng với khô bò lúc lắc nó lại cao hơn so với khô bò snack? Dạ, tại vì để làm ra được một cái cục khô bò lúc lắc này nó sẽ tốn nhiều thịt bò hơn. Tại vì cái này là một cục mà nguyên một cục vuông luôn mà. Đó, nó sẽ đặc hơn, nó sẽ tốn nhiều khô bò hơn. Cũng như khô bò nguyên miếng vậy, thì cũng phải lấy cắt một cái miếng tảng bự bự như nè, sau lúc Trang nấu cái nó rút lại còn cái miếng như vậy đó. Còn cái khô bò miếng nhỏ thì nó sẽ đỡ tốn hơn, tại vì Trang cắt nhỏ vậy đó cô chú anh chị. Dạ, tất cả gia vị ướp thì nó đều y chang với nhau. Dạ, vậy là khô bò thì Trang có ba loại nha, để cho cô chú anh chị nào mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Dạ, khô bò nguyên miếng, khô bò miếng nhỏ snack, rồi khô bò lúc lắc. Dạ, ngoài ra nữa thì đây,
taxi mà Trang xuống Bến Tre Thông Phương á, thì Trang được người bạn thân của Trang đãi ăn gà. Thì xong mà Trang mới về Trang quyết tâm làm cái khô gà lá chanh này. Đó, tại vì lúc đầu tiên Trang làm thì cái mùi vị nó chưa có ấn tượng lắm. Nhưng mà sau khi xuống nhà Phương rồi, cái Trang điều chỉnh thêm một tí xíu nữa thì Trang thấy rất là ngon. Dạ, Trang rất là ưng ý cái này luôn. Bữa giờ khô gà lá chanh này á, cô lúc đầu giờ Trang định tặng kèm khi mua khô bò thôi. Xong được cô chú anh chị mua ủng hộ rất là nhiều. Thành ra là Trang phát triển thêm khô gà lá chanh này. Rất là thơm nha, cái vị lá chanh khi mình bóc miếng gà ra nó thơm vị gà, nó thơm cái mùi lá chanh nữa, đã lắm. Cái này cô chú anh chị có đủ túi luôn. Cái này là túi 150g nè cô chú anh chị. Đây là túi 500g. Dạ. À, khô gà lá chanh nửa ký á là 210.000. Đó, rồi đây là túi 300g là 130.000. Rất là nhiều. Đó là tha hồ luôn. Quá trời đã. Giờ là ăn vặt đó là cô chú anh chị hãy nhớ tới Trang. Dạ. Rồi. Một cái này, dạ cái này là tình cờ là do bạn quay phim. Bạn quay phim là một người rất là yêu tập thể dục thể thao. Cái bạn nói là có bán cái gì mà nó kiểu những người giảm cân á có thể ăn được không? Tại vì khô bò thì có nhiều người, cô chú anh chị ăn chay cũng rất là tiếc khi nhắn với Trang á là cô chú anh chay không có mua khô bò của Trang được. Dạ, đây, một sản phẩm mà có thể ăn chay được, có thể giảm cân được, đó là snack rong biển. Dạ, snack rong biển này cô chú anh chị là cái rong biển nè, kẹp các loại hạt, rồi có hạt điều ha, có hạt bí ha, có gạo lứt nữa, và cắt nhỏ cái miếng hạt ra, thành ra khi mình ăn á mình không có bị cứng đâu. Các cô chú lớn tuổi hay là răng yếu á mình ăn rất là thoải mái. Và cái mực vị mặn của rong biển á nó kết hợp với là cái vị bùi của hạt, rồi cái vị thanh của đậu nữa, thành ra là mình ăn á nó rất là bắt nha. Mình ăn một miếng á mình muốn ăn thêm. Bữa giờ như Trang chia sẻ là Trang không có quay clip giới thiệu sản phẩm, mà Trang ra cái sản phẩm mới, cái Trang cứ tặng kèm cho cô chú anh chị đã mỏi. Các cô chú anh chị nào mua khô bò thì biết, hên quá. Mấy cái sản phẩm này như khô gà hay là snack rong biển nha, tặng kèm các cô chú anh chị rất là yêu thích. Cứ mua ủng hộ, mua ủng hộ. Đây là túi 500g nè, còn đây là túi 100g nè cô chú anh chị. Tiền cho cô chú anh chị dùng luôn. Dạ, túi 100g này là 50.000, còn túi 500g này là 250. Cô chú anh chị có thể mua 500g mà lấy 5 túi 100g cũng được luôn. Cái này thì nó tiện dụng hơn. Mình đi làm hay lên công ty hay mình biếu ai mình tặng một bịch về rất là lịch sự. Trang có cái đường khóa kéo nè. Đó, đường zip nè, mình ăn xong mình kéo lại. Còn ở ngoài thì Trang có một cái đường siêu kính như vậy. Đó, đảm bảo cho mình luôn. Rồi, mới đây thì Trang phát triển thêm. Cái này là em úp trong nhà, mới nhất luôn cô chú anh chị. Dạ, cơm cháy trà bông. Đó, tại vì nhiều cô chú hỏi Trang lắm mấy cái ăn vặt nè, cái Trang bắt đầu Trang phát triển từ từ luôn. Đây, nãy giờ Trang ngồi Trang lấy ra để Trang chụp hình sản phẩm mới, rất là ngon nha, ăn rất là bắt, kết hợp với cơm cháy nó rụt, nó rụm á, ăn giòn rụm, ăn nó rụt, rồi xong kế thêm cái vị mặn của cái khô gà mà thơm, đã lắm luôn thật sự. Bịch này 200g á là 70.000. Hiện giờ là Trang đang có chương trình khuyến mãi là cô chú anh chị nào mua 500g khô bò nguyên miếng hay khô bò lúc lắc, Trang tặng nguyên cái bịch 200g này. Cái bịch này là ăn ná thở cô chú anh chị, thật sự là ná thở luôn. Cái phần này Trang để đây là mới có 50g thôi đó, mới có 50g mà nó nhiều vậy à cô chú anh chị, mà tặng kèm cái bịch 200g này là ăn đã đời luôn. Dạ, đó. Giờ là cô chú anh chị mà đi làm á là không có sợ buồn miệng hay là không có sợ đói nữa, tại giờ đói hay buồn miệng là có Trang rồi. Dạ. Đây là nem chay ở Bến Tre cô chú anh chị. Hôm nay thì Trang gom đơn đủ số lượng nem đặt rồi, nên là Trang sẽ giao đơn cho khách. Có một cái chuyện mà Trang muốn chia sẻ với quý bà cô chú anh chị, để quý bà cô chú anh chị cẩn thận. Bữa giờ cái có các cô chú nhắn với Trang là có một số bên họ lấy những cái clip của Trang mà quay về khô bò nè, rồi quay về snack rong biển nè, nói chung là những cái clip những mà Trang up trên Facebook với lại trên Zalo bán hàng của Trang. Dạ, cái số Zalo bán hàng, cái số điện thoại hotline của Trang á là 0349563756, và Trang chỉ sử dụng một mình cái số đó thôi. Zalo Trang cũng sử dụng số đó thôi, và cái Facebook của Trang, ngoài cái YouTube Trang LTB thì Trang có cái Facebook là Trang LTB luôn. Đó, y như trên kênh YouTube của Trang thôi. Thì khi mà cô chú anh chị bấm vô thì sẽ thấy những cái bài đăng của Trang nè, đó, những cái sản phẩm của Trang up nè. Đó,
thì có nhiều cô chú anh chị đặt hàng của Trang là qua điện thoại và gọi điện cho Trang đặt, hoặc là nhắn tin qua Zalo với Trang đặt, hoặc là nhắn tin qua số điện thoại của Trang đặt, rồi có nhiều cô chú thì nhắn qua Facebook. Nhưng mà hiện giờ đây á, thì các cô chú mới đây mới chia sẻ cho Trang, chắc qua giờ là chắc cũng phải 5 người rồi, gửi cho Trang hai bên, có hai chỗ họ lấy những cái bài đăng của Trang, họ lấy những cái clip quảng cáo sản phẩm của Trang như khô bò, họ lấy cái clip mà lúc mà Trang quay bên bên nhà của Trang đầu hồi đầu á, khô bò nguyên miếng, cái họ lấy cái clip đó họ up lên trên cái Facebook của họ để họ bán sản phẩm khô bò của họ luôn, và họ để thông tin mua hàng của họ. Thành ra có nhiều cô chú đã mua hàng của Trang rồi mới thấy lạ, mới thấy là ủa sao cái logo của Trang mà lại cái tên Facebook của cái chỗ up á là chỗ khác. Cái cô mới gửi cho Trang, cô hỏi là ủa cái chỗ này phải của con không, sao cô thấy người ta lấy cái bài của con up. Cái Trang mới vô Trang xem thì Trang thấy là không có phải. Dạ thì Trang có nói với cô là không phải, cô cẩn thận, sau này có gì thì cô cứ liên lạc với con. Thì xong là một bên ha. Cái đến hôm qua, cái có hai ba cô chú nữa gửi cho Trang một bên khác. Dạ thì cái này là cái snack rong biển. Làm Trang có quay những cái clip, những cái đoạn ngắn giống như này nè, Trang bày sản phẩm ra xong rồi Trang quay, Trang ghép nhạc vô, hay là những cái clip YouTube Trang quay. Cái các bạn đó cũng lấy những cái clip của Trang, xong các bạn đó cắt lại, các bạn đó thêm chữ của bạn đó vô, rồi các bạn up để các bạn bán sản phẩm của các bạn luôn. Đó là hai bên. Xong cũng có khán giả hay mua snack rong biển của Trang cũng nhắn với Trang luôn. Thì cô nói là trời, cô lỡ đặt bên bển rồi, cô mới để ý ra là số điện thoại không phải của con, khi cô ép Zalo rồi là cái tên của cái chỗ đó khác. Cái lần này là lần thứ hai rồi, ý là có hai chỗ rồi. Cái Trang cũng nhắn vô những cái bài đăng của mấy bạn á, Trang cũng nói là bạn ơi, bạn đang sử dụng hình ảnh, sử dụng clip của bên mình là mà bạn không xin phép, rồi bạn lấy hình ảnh, lấy sản phẩm của mình để bạn up, để bạn bán sản phẩm của bạn, như vậy là không đúng, bạn xóa bài đăng giùm mình nha. Thì mấy bạn đó có like cái bình luận của Trang, rồi xong cái một lúc sau á, Trang thấy mấy bạn xóa bình luận Trang luôn, là mấy bạn coi như là xóa mất tâm bình luận luôn, còn cái bài đăng mà lấy nội dung của Trang để up để bán sản phẩm của mấy bạn á thì còn nguyên như vậy. Rồi cái bên mà lấy khô bò của Trang á mà up lên á, thì Trang nhắn trên cái bài đăng đó, rồi xong Trang nhắn vô tin nhắn luôn, thì bạn có trả lời với Trang là bạn sẽ gỡ cái bài đăng đó. Xong rồi đến giờ luôn, là từ hôm qua đến giờ luôn Trang vẫn không thấy bạn gỡ, và bạn cứ để đó. Rồi xong Trang có nhắn lại cho hỏi bạn là bạn ơi, khi nào bạn gỡ bài đăng vậy. Thì Trang thấy là mình không gửi tin nhắn được nữa, bạn block Trang luôn rồi. Đó. Thì Trang sợ là nhiều cô chú anh chị mà không biết á, cái mình lướt, cái mình xem, cái mình không để ý, cái mình mua lộn á, tưởng là mua của Trang nhưng mà không phải của Trang. Thành ra là cô chú bị tốn tiền, bị sai mục đích. Tại có nhiều cô chú đã ăn khô bò của Trang rồi, biết đến Trang thì mình tin tưởng, rồi mình ăn thử thì mình thấy ngon, mình mới mua để tặng cho người thân, tặng cho gia đình. Mà cái mình mua lộn như vậy á, ngon thì rất là mừng nha, còn nếu mà không ngon á thì rất là tiếc. Tại vì giống như mình đi ăn sáng hay đi ăn bình thường của chú anh chị, mình ghé vô mình chỗ nào mà mình ăn mình ngon á, mình thấy vui lắm, thấy sướng lắm, mà nó xứng đáng với lại số tiền mình làm ra nữa. Mà cái xong rồi cái giờ mình đã mua rồi mà mình ăn không ngon, mình buồn. Mà lỡ như mà mình tặng với lại người thân của mình á thì nó còn buồn hơn nữa. Thành ra là Trang cũng hên là chỉ có một cô, là cô đã lỡ đặt mua nha. Xong cái cô nhắn Trang, cái cô nói là để cô hủy bên đó. Mà bây giờ Trang không biết là cô đã hủy được chưa. Còn mấy cô còn lại, mấy cô còn lại nhắn Trang á, là mấy cô thấy xong mấy cô báo Trang liền, chứ mấy cô chưa mua hên vậy đó. Chứ mấy cô mà mua nữa thì là mất công tiền mất rồi tật mang. Nên là mong cô chú anh chị lưu ý để khi mình mua hàng mình cẩn thận. Trang rất là biết ơn luôn là cô chú anh chị thương Trang, quý Trang. Thành ra sản phẩm nào mà Trang giới thiệu với quý bà cô chú anh chị thì đều được quý bà cô chú anh chị yêu thương hết. Tại vì Trang mục đích Trang bán không phải là kinh doanh như các bên khác, mà bởi vì Trang thấy sản phẩm này nó ngon thiệt. Trang cất công kỳ công, Trang đi xuống tận nơi, tận chỗ làm để Trang xem, Trang ăn thử. Mà Trang đã đi qua rất là nhiều chỗ, đi ăn thử rất là nhiều nơi, xong rồi Trang mới thấy cực kỳ ưng ý á, thì Trang mới dám Trang mang về Trang giới thiệu để cho nhiều người có thể ăn thử cái món của mình. Chứ không phải vì mục đích kinh doanh. Tại vì Trang cũng có công việc riêng của Trang. Dạ. Hồi trước thì Trang làm ở công ty Điền Quân, sau này thì Trang nghỉ thì Trang vẫn tiếp tục.
làm ở chỗ khác, nhưng mà bây giờ thì Trang chưa có chia sẻ cái chỗ khác được. Dạ, thì sau này để Trang ổn định cái công việc khác này thì Trang sẽ chia sẻ với quý bà cô chú anh chị cùng biết, cùng vui. Đó, đây là cái, nên là hôm qua Trang nghe được cái chuyện đó thì Trang cũng cũng đầu tiên là hơi buồn. Dạ, hơi buồn bởi vì cái đầu tiên là cô chú anh chị á, nói chung sao ta, tại nhiều cô chú mua hàng thì sẽ lớn tuổi mà cũng không có để ý được thì sẽ dễ bị lừa. Rồi có nhiều nhiều người họ không biết thì họ đặt hàng vô rồi họ họ mua cái sản phẩm không ngon mà họ nghĩ là Trang bán nữa thì cũng tội. Rồi cũng buồn á là mình có nhắn tin, mình có báo với mấy bạn đó là mấy bạn xóa bài đăng nó đi, mấy bạn đừng có lấy sản phẩm của mình mà các bạn úp để bán cái sản phẩm của các bạn, như vậy thì nó không đúng. Tại sao mình không tự quay đi, sản phẩm của mình ngon thì mình tự quay xong mình úp giới thiệu. Thì đương nhiên mỗi người bán họ sẽ có những cái đối tượng khán giả khác nhau, đối tượng khách hàng khác nhau, và mỗi chỗ bán luôn họ sẽ có vị ngon khác nhau nữa. Có thể là Trang bán ở đây á, là nó không ngon xuất sắc đâu, nhưng mà trộn vía là phù hợp vừa miệng với là quý bà cô chú anh chị khán giả kênh của Trang đó. Còn các bạn bán có thể mùi vị các bạn ngon hơn Trang đó, sẽ có những khán giả khác, có những cô chú khác thích hợp với các bạn. Thì dù sao ít nhất á thì Trang rất là vui và tự hào, bởi vì những cái của Trang đây nè, những cái sản phẩm của Trang nó là của Trang. Dạ, còn mấy bạn mà lấy sản phẩm của Trang sao các bạn úp, các bạn bán sản phẩm của các bạn ấy, thì nó chỉ là một thời gian thôi chứ nó không có lâu dài được, và cái đó nó cũng sẽ không là của các bạn. Mà khi mà Trang nhắn tin, Trang nói mấy bạn là các bạn xóa bài đăng đi, tại vì sử dụng vậy nó không được, cái mấy bạn lại block Trang luôn, mấy bạn mặc kệ luôn. Thì cũng hơi buồn vì cái cách cư xử như vậy thì nó hơi không văn minh lắm. Hiện giờ thì Trang cũng đang nhờ các bên, các bạn nào mà rành về Facebook á, để các bạn báo cáo report cái bên bển. Với lại thì do hồi xưa lúc mà Trang mới làm á là Trang có đăng ký bản quyền. Dạ, những cái sản phẩm của Trang là Trang có đăng ký bản quyền Trang LTP hết. Nên là Trang cũng có báo để mình gửi một cái văn bản để mình báo với bên những cái bên mà họ lấy sản phẩm, lấy cái thông tin của mình mà không đúng á. Dạ, nên là quý em bà cô chú anh chị có xem clip này á, thì khi mà mình đặt hàng á, mình lưu ý là chỉ đặt hàng với Trang một á là qua Facebook Trang LTP. Dạ, kênh YouTube Trang sao là Facebook Trang y vậy. Số điện thoại của Trang chỉ có một số duy nhất thôi là 0349563756. Dạ, thì mình có thể gọi điện cho Trang nè, nhắn tin điện thoại cho Trang nè, hoặc là qua Zalo nè. Dạ, thì bây giờ cô chú anh chị kỹ hơn một xíu nữa là có thể gọi điện cho Trang luôn, nghe giọng của Trang cũng được, hoặc là để lại tin nhắn đi, khi mà Trang nhận đơn á, Trang làm đơn Trang sẽ gọi cho cô chú anh chị để cô chú anh chị nghe cái giọng của Trang đi, rồi mình hãy thanh toán hay chuyển khoản nha. Và khi mà chuyển khoản á thì chỉ có tên của Trang thôi. Dạ, là Phan Thụy Linh Trang. Dạ, đây Trang có để cái số tài khoản của Trang đây luôn nè. Đó, là chỉ có ngân hàng quân đội thôi. Và cái tên chủ tài khoản á, cô chú anh chị bấm mà chuyển khoản á, hoặc như như mà có yêu cầu chuyển khoản trước á, thì tên hiện lên là Phan Thụy Linh Trang á, là tên của Trang á, thì mới đúng hen. Còn nếu mà không á thì cô chú anh chị đừng có mua. Dạ, tại vì mất công mình mất tiền mà ăn uống thì Trang không có muốn vậy. Trang muốn cô chú anh chị nào mua hàng hoặc là đã sử dụng sản phẩm của Trang rồi á, đầu tiên là phải ngon, cái thứ hai là tốt cho sức khỏe, cái thứ ba là phải thật sự là hài lòng. Dạ, tại vì mình đi làm mình cực khổ mà, ngày 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 cũng là mồ hôi công sức của mình đi làm hết, chứ không phải ở không mà mình có số tiền đó. Thành ra khi mà mình bỏ tiền ra nó phải xứng đáng, nó phải ngon. Trang là Trang rất là trân trọng cái chuyện đó luôn. Thành ra lúc Trang mới bán hàng có nhiều cái Trang sơ sót, Trang không có chưa có biết, cái thứ hai Trang không kỹ, cái thứ ba nhiều lúc mình cũng hơi vô ý, thì cũng làm cho một số cô chú anh chị chưa có hài lòng. Nhưng mà lúc sau đó cô chú anh chị góp ý với Trang, cái Trang sửa từ từ, cái này lại được, bây giờ lại ok, lại tốt hơn. Dạ, và Trang rất là vui tự hào, bởi vì những cái sản phẩm của Trang như là khô bò nè, khô gà nè, cơm cháy nè, hay sản phẩm mới ra nhất là snack khô bò, snack rong biển, thì tất cả đó nó đều là mồ hôi công sức của mình, nó đều là của Trang LTP hết, và đều vì mục đích đó là muốn giới thiệu những cái sản phẩm ngon tới tất cả quý bà cô chú anh chị hết đó. Trang rất là vui luôn, xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều đã yêu thương và ủng hộ cho Trang đó. Đây là những cái đơn mà cô chú đặt hàng cho Trang nè, mà còn thiếu hàng bây giờ Trang bỏ vô rồi Trang ship. Đây là những cái nem chay Trang đặt rồi xong mà Trang sẽ dán tem vô. Đây, để khoe với ông bà cô chú anh chị một cái nem chay ở dưới tỉnh lên.
Trang là làm hàng mới không à, nên cô chú anh chị nào đặt nem á, cái Trang mới đặt gom đủ số lượng cái Trang đặt lên để cho nem lúc nào nó cũng còn mới hết. Đây, cái nem chay này là đặc sản của Bến Tre, được làm từ những cái nguyên liệu thiên nhiên, rau củ từ thiên nhiên luôn, ví dụ như là khế nè, rồi đó, khế nè, rồi vỏ bưởi nè, đu đủ nè, rau răm nè, tiêu nè, đó. Cây này là cây 100g á cô chú anh chị, nhìn rất chất lượng ha. Hồi xưa lúc Trang nghĩ gỡ hết cái đống lá này ra chắc cái cây nó còn tí ti giống khi mình đi ăn ở ngoài vậy đó, nhưng mà không, cái chỗ này lúc mà Trang xuống lò Trang làm á là Trang đã kiểm tra và đã xem cái quy trình họ làm rồi, rất là sạch sẽ, rất là vệ sinh và ăn rất là ngon đó. Cái này là Trang mới lấy về thôi nên là chắc buổi sáng thì bây giờ khoảng buổi chiều tối là cô chú anh chị ăn sẽ ngon. Cái này cô chú anh chị bảo quản trong tủ lạnh ngăn mát ha, nếu mình ăn liền, còn nếu mà ăn lâu hơn thì bảo quản ngăn đá. Dạ, cái này là Trang đang bán với giá là 12.000 một cây. Một cái bịch như vậy của Trang là 5 cây nè đó, thì cô chú anh chị thường mua 5 cây gì đó xong mình để tủ lạnh, cái mình cắt khoanh mình ăn, hoặc là mình có thể ăn kèm với rau, cái mình cuốn với bánh tráng ăn nữa cũng rất là ngon. Dạ đó, hôm nay thì Trang xin giới thiệu hết gia đình Trang LTP và cũng xin lưu ý quý bà cô chú anh chị kỹ hơn, cẩn thận hơn khi đặt hàng nha. Lưu ý là Trang chị có Facebook Trang LTP, số điện thoại 0349563756. Dạ, xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều đã yêu thương, ủng hộ và động viên cho Trang. Có cái gì mà Trang chưa được á, chưa tốt, cô chú anh chị cứ bình luận có ý giùm cho Trang nha. Dạ, xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc quý ông bà cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Tạm biệt.